Quan hệ tình dục giúp giảm cân, bạn đã biết chưa? Làm chuyện đó sẽ giúp cho bạn giảm cân. Quan hệ 30 phút giúp cho bạn đốt cháy 200 calo, bạn có tin không? Thay vì dành nhiều thời gian và tiền bạc ở phòng tập gym, thể thao, chạy bộ mệt mỏi, việc luyện tập ngay tại nhà với bạn đời của mình cũng sẽ là một lựa chọn tuyệt vời trên sân vận động hàng chiếu. Và trong video ngày hôm nay, Vũ Hà Giang, Giang Venus sẽ chia sẻ cho các bạn những vấn đề tuyệt vời này nhé. Ok, let's go! Một, ăn ái giúp giảm cân nhờ đốt cháy calo. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng để giảm cân bạn cần đốt cháy rất nhiều calo, đặc biệt cái lượng calo đầu ra nó phải nhiều hơn cái lượng calo nạp vào. Ăn ái cũng là một trong những cách giúp cho bạn đốt cháy calo, làm tăng nhịp tim giống như chúng ta tập nhảy aerobic hoặc tập gym, đốt cháy trung bình 200 calo trong suốt thời gian 30 phút. Vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ giảm có thể là 0,5 kg, nửa cân, mỗi khi mà chúng ta tính toán là tầm 17,5 lần yêu đấy các bạn. Các chuyên gia cho biết là làm chuyện đó nó giảm sự thèm ăn và kích thích tất cả các chất trong cơ thể. Nó kiểm soát cái cơn thèm ăn giúp cho bạn tiêu thụ calo tuyệt vời hơn. Thế tại sao mà không thử? Hai, đó là kết hợp các tư thế ân ái khác nhau. Ân ái giúp giảm cân vì đây là một trong hình thức tập luyện thể dục thể thao một cách điều độ và đều đặn. Nó sẽ giúp cho các bạn kết hợp các tư thế khác nhau, các động tác di chuyển người, gập các cơ cũng rất là tốt cho các bài tập chống đẩy chẳng hạn. Nghiên cứu gần đây cho thấy tập thể dục ở cái khoảng thời gian 30-40 phút liên tục trong ngày có thể đạt hiệu quả, và bạn hoàn toàn có thể làm chuyện đó 15-20 phút và sau đó thực hiện một lần khác nữa ở một địa điểm khác nữa trong ngày. Một đặc quyền nữa dành cho các bạn khi lựa chọn chuyện ấy để giảm cân như sau. Đây sẽ là cái bài tập thể dục mà hầu hết mọi người không thấy nhàm chán và lúc nào cũng muốn thử với tất cả các đối tác của chúng ta, không phải vì với PT nữa. 3. Ân ái giúp giảm cân nhờ giảm căng thẳng. Ôi tại sao lại thế nhỉ? Tại sao mà ân ái lại giúp giảm cân? Chuyện đó nó sẽ thúc đẩy tình trạng sức khỏe và sự viên mãn của chúng ta thông qua việc giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Hai hoạt động này đều liên tục giúp cho chúng ta có thể giảm cân. Theo các chuyên gia, việc đạt được cực khoái giúp cơ thể bạn giải phóng oxytocin, một chất kích thích sự thư giãn, giảm đau và liên kết tình cảm. Và chuyện đấy giúp cho bạn dễ ngủ. Việc dễ ngủ và đủ ngủ đủ giấc là cái điều quan trọng để cơ thể phục hồi sau khi tập luyện thể dục thể thao, giảm hormone căng thẳng khiến cho bạn tăng cân. Nếu một người đang ở trong một mối quan hệ và có đời sống cuộc yêu lành mạnh, điều này thật tuyệt vời. Nhưng nếu một người làm chuyện đấy với rất nhiều người thì có thể gây lên tình trạng căng thẳng ngược lại. Ngoài ra, chuyện đó không lành mạnh cũng làm tăng nguy cơ mắc những bệnh yêu qua đường tình dục, HIV, AIDS, những bệnh xã hội mà Giang Venus không hề happy và chào đón. 4. Thể lực được cải thiện. Càng thực hiện một hoạt động thể chất thường xuyên, liên tục và đều đặn, bạn càng trở nên khỏe mạnh và dẻo dai. Chuyện yêu cũng vậy. Thông qua chuyện ấy, sức khỏe tim mạch của bạn cũng sẽ được tăng cường hơn. Tùy thuộc vào tư thế và thói quen, bạn có thể tạo cơ bắp từ hoạt động tình dục thường xuyên thay vì lao vào phòng tập gym. Các chuyên gia còn biết chuyện đấy cải thiện tình trạng tim mạch và sức khỏe tinh thần của chị em chúng ta nữa, nói gì đến các anh em. Và trong khi sức khỏe tinh thần và tình trạng tim mạch được cải thiện thì đời sống của chúng ta mặc định sẽ nâng cao hơn. Tăng cường thể lực và sức khỏe cơ bắp khiến cho cơ thể đốt cháy nhiều calo, giúp cho bạn giảm cân, và đây là một sự lựa chọn rất sáng suốt để chúng ta có thể kết nối với chồng. Làm chuyện đó giúp giảm cân có thể là một loại động lực để bạn thường xuyên hâm nóng với đời sống chăn gối người bạn đời của mình. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, dài và căng thẳng, chuyện đó trở thành một cái bài tập giảm cân đơn giản, hiệu quả giúp cho các bạn giải tỏa stress, lấy lại cái thăng bằng cũng như là làm bạn đời yêu hơn, trẻ trung hơn, thay đổi dư vị hơn. Điều này thật tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà các bạn không biết chăm sóc sức khỏe tận bên trong, lúc nào cứ nghĩ là trịch là sẽ giảm cân thì bạn sẽ bị tiêu hao năng lượng, bạn sẽ bị yếu nếu bạn không biết bồi đắp cơ thể, không biết tăng chất lượng tinh binh cũng như tăng chất lượng trứng và tăng hệ bài tiết của chúng ta nữa. Nên là hãy lựa chọn tần suất làm chuyện đó sao cho hợp lý, tránh trường hợp đó là sức khỏe của mình không đảm bảo yếu thì lúc đấy lại trách Giang Venus nha. Là phụ nữ, ai rồi cũng sẽ phải đối diện với nỗi đau cơ nhỏ của mình bị rộng, bị nhão, bị thâm, bị chảy xệ và nhăn nheo do tần suất ABC nhiều, hay đơn giản đó là sau mỗi khi sinh em bé, cô bé bị rạch tầng sinh môn. Nguy hiểm hơn, có một số chị em bị các bệnh về viêm nhiễm cơ nhỏ, viêm lộ tuyến dai dẳng mãi không khỏi. Bây giờ hãy quên
quên nỗi lo đó đi. Hôm nay Giang Venus muốn chia sẻ cho các chị em về Venus Facialac sẽ giải quyết toàn bộ những vấn đề bên trên chỉ bằng một liệu trình, giúp cho các chị em khít như tuổi đôi mươi, không cần phải đi phẫu thuật đau rát tốn kém mà chắc chắn đã khít thật. Đặc biệt những tháng ngày làm phẫu thuật thẩm mỹ phải kiêng kỵ ABC gần gũi chồng, không khác gì tự nhiên dâng chồng mình cho người khác. Venus Facialac được bào chế từ những thảo dược thiên nhiên, an toàn, lành tính, không tác dụng phụ và đã giúp cho hàng triệu cô bé phụ nữ Việt Nam trở nên khít hồng như tuổi đôi mươi. Hãy trải nghiệm để giữ chồng đỉnh cao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi hết video này. Nếu các bạn thấy hay, hãy ấn like và share. Bên cạnh đó, hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem được những video mới nhất và tiếp theo của Giang Venus. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại, hãy nhắn tin ở Zalo hotline để Giang được hỗ trợ, thăm khám, đồng hành và lắng nghe tâm sự các anh chị. Vì một tương lai nói không với con giáp thứ 13 và tất cả các anh chị đều là những ông hoàng, bà hoàng đích thực ở trên chốn phòng the cùng Giang Venus. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.